Ngày hôm nay tôi đang có mặt trong làng rèn Phúc Sen của Cao Bằng, cách cửa hàng của tôi tầm 30 km. Tôi đi đón thằng em trai của tôi thì tôi gặp bà cụ đang chọc quả xoài nhìn rất là vất vả, nên là tôi quyết định là giúp bà. Thì bà bảo sao cháu hái giỏi thế. À vâng, hên xui thôi bà. Đấy, sau đấy thì hai anh em cũng đi làm bát phở. Thì bát phở này trị giá là 20.000 đồng. Thì tôi gọi một suất siêu to khổng lồ và thêm phở thêm thịt, nhưng mà thằng em tôi thì nó không ăn được nên là tôi đành phải ăn một bát rưỡi. Đấy. Còn về cái vấn đề ăn thì tôi cảm thấy là ở trong này cái lạp sườn thì người ta có thêm cái hạt mắc mật ăn thơm. Còn về cái vấn đề thịt nướng thì người ta nướng chắc tầm 3-4 giờ sáng, người ta dậy sớm vất vả lắm anh em ạ. Lúc tôi đi ăn thì cũng tầm 7 giờ sáng rồi thì cũng khá lâu nên là cái thịt người ta nó hơi khô. Nói gì thì nói cũng không thể nào trốn tránh được quá khứ. Cho dù mình là một thần ăn, là một food reviewer và cũng là một vua tiền tệ, thì về cái vấn đề ăn uống thì tôi cảm thấy là cứ có ăn là tốt rồi. Ok, bây giờ tôi đang có mặt ở trong làng rèn. Thì bây giờ tôi sẽ thử phá cái con dao này xem thế nào. Sau khi tôi cho vào lửa thì nó nóng quá nên nó nát mất cái lưỡi rồi, nên là thôi tôi đứng nhìn anh em làm vậy. Đang phát cỏ anh em ạ. Đấy thì không biết rèn nên là thôi đi phát cỏ. Đây là một con dao chặt gà vuông, chất liệu được làm bằng thép trắng không dỉ ống quan dầu. Cái con dao thép trắng này thì nó có ưu điểm là sạch sẽ sáng và không bị dỉ ố, không cần bảo quản dầu ăn. Nhưng mà nó có cái nhược điểm là cái độ bén và độ cứng của cái dao mà thép trắng, thép không dỉ thì nó kém hơn dao nhíp. Đây là cái công đoạn đang làm cái chuôi đuôi chuột anh em này. Đấy, mình kể cả cái chuôi ở trong cái con dao nhưng mà làm cũng rất là cẩn thận. À, đây là một cái công đoạn quan trọng nha. Đây là tôi lưỡi dao. Đấy, đang ngâm ở trong nước này đấy, để thay đổi cái nhiệt độ để làm cho cái lưỡi dao nó cứng. Còn cái phần sống dao mình không tôi nên là mình vẫn có thể nắn được, tại vì có tính dẻo mà. Đó, đây là nhíp đỏ thì nó sẽ lên cái đường màu nâu cà phê với lại màu xanh đén nhau như kia. Đấy, xài. Ok, sau khi mà mình tôi xong thì mình sẽ nắn lại cho nó thẳng cái phần lưỡi. Rồi đây là những cái công đoạn khác của những cái con dao chặt gà. Như con đấy thì chặt xương sườn được. Cái này đang làm cái chuôi cho cái con dao lọc. Cái con dao lọc này thì khi anh em mua một bộ dao 6 con giá là 1.500.000 thì em sẽ tặng thêm cho anh em một con dao lọc. Còn nếu anh em nào thích mua thì con dao lọc đấy em vẫn có bán ở trong giỏ hàng luôn. Ngoài những sản phẩm dao ra thì bên em còn có những sản phẩm rìu, búa. Các bác cũng vẫn đang làm hàng ngày. Để tránh tình trạng mà vai bị rách áo hay kia thì bác ấy đã thiết kế một quả áo giáp như này. Đây để tôi mặc cho anh em xem. Đến 12 giờ trưa thì mọi người nghỉ tay và ăn cơm. Thì ô cái thằng này đâu ra ấy nhỉ? Không thấy đi làm mà toàn thấy ăn này. Cho bột xuống làm thế. Cho bột vào đây. Ép bún. Bột. Không, không đúng đi đâu. Như này mới phải. Không thì cái này còn hai người đóng ở đây à? Cho cái đòn xuống qua đấy với hai người ấn xuống. Mỗi người một bên đầu đòn rồi đè nó xuống. Nó mới đẩy ra được. Nó mới đẩy ra đây. Xuống. Không thì mình ngắt quãng là nó cứ từng đoạn từng đúng đoạn dài bằng càng, tay đốt tay như này. càng đứt đoạn thì nó là càng ngắn đúng không? Đúng rồi. Đâu thằng này đi vào trong nhà đóng cửa chưa? Chốt cửa chưa? Chốt cửa đây à. Bắt cóc đây.